Cuộc thanh trừng đã bắt đầu. Hoàng thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Những diễn biến thực tại dường như đang trùng khớp với nhận định rằng Nga sẽ tấn công khi nhận thấy quân đội Ukraine đang suy yếu. Mới đây nhất, Nga tiếp tục trình làng một trong bộ hệ thống 6 tên lửa siêu thanh. Sự việc này đang khiến Mỹ và NATO vô cùng bất an trong bối cảnh liên minh phương Tây đang trong tình trạng giận nứt nghiêm trọng. Cuộc thanh trừng đã bắt đầu. Nhìn chung trong vài tuần qua, Nga đã bắt đầu gia tăng các cuộc tấn công vào sâu hậu phương của Ukraine trong bối cảnh quân đội nước này đang dần kiệt quệ. Trong rất nhiều mục tiêu bị đánh phá, nổi lên hai sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần qua, đó chính là cuộc tấn công tên lửa Iskander nhằm vào đoàn tàu chở thiết bị bọc thép của Ukraine ở vùng Nikolaev. Đây là một cuộc tấn công thứ hai trong vòng một tuần. Điều này cho thấy khả năng tình báo của Nga đang theo dõi kẻ thù ở khoảng cách rất xa tiền tuyến. Trước đó vào ngày 25 tháng 9, Nga cũng tấn công tên lửa vào một đoàn tàu ở khu vực Donetsk do quân đội Ukraine đang kiểm soát. Hai sự kiện này cho thấy phía Nga đang tăng tốc độ để xác định mục tiêu cũng như ra đòn quyết định. Lưu ý là trong năm đầu của cuộc xung đột, việc trinh sát sâu trong phòng tuyến Ukraine của Nga còn khá hạn chế. Đó là lý do tại sao Nga không thể ngăn chặn hiệu quả việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự từ Ba Lan vào Ukraine. Các cuộc tấn công này cũng trùng hợp với một trong ba hành động mà nhà bình luận chính trị Alexander Dugin nêu ra đó là Nga cần phải tăng cường phá hủy hệ thống giao thông, bao gồm đường sắt và đường hầm nối Ukraine và Ba Lan. Không những vậy, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào hôm 3 tháng 10 cho biết rằng lực lượng Nga đã bắt đầu phản công trên tất cả các mặt trận chính, bao gồm zaporozhye mỏm đá Vremzevsky và khu vực Bakhmut. Diễn biến này cũng trùng khớp với nhận định rằng Nga sẽ tấn công khi nhận thấy quân đội Ukraine đang suy yếu. Tờ Business Insider mới đây đã nhận định rằng không chỉ lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm về cuộc phản công mùa hè thất bại vừa qua, mà chính chiến thuật của NATO đã tỏ ra kém hiệu quả trên chiến trường. Nó cho thấy NATO chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với người Nga. Theo tờ báo này, thì bộ máy quân sự của NATO đã xuống cấp trầm trọng sau hai thập kỷ chiến đấu với quân nổi dậy và khủng bố. Như vậy, chúng ta có thể thấy chính truyền thông phương Tây đã thừa nhận thực tế vũ phàng là Mỹ và NATO chưa từng phải đối đầu với một đối thủ xứng tầm như Nga. Tại Afghanistan, Quân đội Mỹ và NATO đã chiến đấu trong khoảng 20 năm, nhưng cuối cùng đã bị những người nông dân và cả phiến quân Taliban đánh bại. Hay nói đúng hơn, quân đội Mỹ đã thua trong các cuộc chiến và chẳng làm được trò chống gì ở Afghanistan, ngoài việc đốt tiền thuế của dân Mỹ cho các tổ hợp vũ khí. Và trong cuộc chiến hiện nay ở Ukraine, lực lượng Nga sau một năm rưỡi đã nắm quyền kiểm soát hơn 20% lãnh thổ Ukraine, vốn có giá trị nhất của đất nước này, đó là bán đảo Crimea và vùng Donbass. Thêm nữa là lực lượng Nga không chiến đấu với du kích, nông dân hay là phiến quân nổi dậy. Họ đang chiến đấu với quân đội chính quy Ukraine được NATO huấn luyện, cùng với lực lượng đông đảo các chuyên gia và lính đánh thuê nước ngoài của NATO. Vài chục quốc gia châu Âu, chủ yếu là Đức, Anh, Slovakia và Ba Lan, cùng với Mỹ đã gửi vũ khí tiên tiến của họ tới Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga này. Nếu như Nga tiến hành chiến tranh chỉ với Ukraine, thì cuộc chiến sẽ kết thúc sau khoảng 2 tuần. Nga đã tiêu diệt hơn 200.000 binh sĩ Ukraine, và do tính chất kéo dài của cuộc chiến, Nga đang biến Ukraine trở thành đất nước của những người khuyết tật. Khoảng 10 triệu người Ukraine đã hoảng loạn bỏ trốn khỏi đất nước, tàn cư khắp châu Âu và các khu vực khác nhau trên thế giới. Giờ đây thì quân đội Nga đã ngăn chặn thành công cuộc phản công mùa hè của Ukraine và chính quyền Kiev phải chịu tổn thất hơn 70.000 người. Trong số hàng chục nghìn lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu ở Ukraine, chỉ còn lại rất ít đang giải rác khắp các chiến trường. Số còn lại này đã đào ngũ hoặc bị thương và thiệt mạng. Thành tích ảm đạm của cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ và NATO tại Ukraine cũng phản ánh sự suy thoái đạo đức của phương Tây. Còn nhớ là Tổng thống Joe Biden đã công khai đe dọa phá hủy hạ tầng năng lượng trị giá 20 tỷ đô la của Nga, vốn là cơ sở dân sự cung cấp khí đốt cho toàn châu Âu. Tổng thống Mỹ đã giữ lời khi mà vào ngày 26 tháng 9 năm ngoái đã cho nổ tung đường ấm Nord Stream. Nếu ai đó vẫn còn hoài nghi vào sự tỉnh táo của Tổng thống Putin, thì vào một thời điểm nào đó, khi Nga bị Mỹ và NATO khiêu khích đến một giới hạn, Điện Kremlin sẽ quyết định phóng Kinzhou tới các trung tâm đầu não ở châu Âu và thậm chí là cả Washington. Điều đó có nghĩa là khi một tên lửa siêu thanh của Nga được lập trình để tấn công một mục tiêu nhất định thì bất kỳ nơi nào trên thế giới, kể cả Mỹ, đều không thể ngăn chặn được nó. Lưu ý là Kinzo chỉ là một trong 6 siêu vũ khí mới của Nga, trong đó còn có Zokol và Sarmat. Giờ đây thì người Nga cũng không hề giấu giếm về sự tồn tại của một loại vũ khí tối tân chạy bằng năng lượng hạt nhân, có tầm bắn hầu như không giới hạn và có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hiện đại. Bí ẩn về siêu tên lửa mới nhất của Nga Tờ New York Times vào hôm 2 tháng 10 đã dẫn nguồn tin thu thập từ hình ảnh vệ tinh và dữ liệu hàng không cho biết Nga có thể đang chuẩn bị thử nghiệm một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc có thể đã thử nghiệm một tên lửa với tầm bắn lên tới hàng nghìn km. Để đi tới nhận định này, đó là phía Mỹ đã phát hiện thấy có sự di chuyển của máy bay và các loại phương tiện khác gần một căn cứ ở vùng Bắc Cực của Nga Tất cả các động thái này đều phù hợp với quá trình mà Nga từng chuẩn bị cho các vụ thử tên lửa Povestnik, hay còn gọi là SSC-X9 Skyfall, vào các năm 2017 và 2018. New York Times cũng cho biết, vào ngày 31 tháng 8, Nga đã phát tín hiệu cảnh báo hàng không cho các phi công Mỹ tránh bay qua không phận ở biển Paris. Thông báo này dự kiến sẽ có hiệu lực đến ngày 6 tháng 10. Được biết, các máy bay giám sát của Mỹ đã liên tục theo dõi khu vực này trong suốt hai tuần qua. Có lẽ thông tin này cũng là một lời nhắc nhở hữu ích cho phe diều hầu ở cả Mỹ và châu Âu rằng một khi thế chiến thứ ba nổ ra thì loại vũ khí này của Nga sẽ sàn bằng mọi thứ. Vũ khí đầy uy lực được Tổng thống Putin tiết lộ trong thông điệp liên bang vào năm 2018. Tên lửa Povetnik là một loại tên lửa hành trình trang bị đầu đạn hạt nhân có khả năng bay không giới hạn. Thậm chí nó có thể bay vòng quanh trái đất trong nhiều ngày nếu cần thiết. Tổng thống Putin từng nói về vũ khí mới này như sau đó là một tên lửa hành trình bay thấp với tầm bắn gần như không giới hạn, quỹ đạo bay không thể đoán trước và khả năng vượt qua các tuyến phòng không đánh chặn sẽ bất khả xâm phạm đối với tất cả các hệ thống phòng thủ hiện đại và tương lai. Nếu tên lửa Burevestnik được đưa vào thực chiến, sẽ rất khó để đánh chặn do tính năng ưu việt của nó. đáng nói là các hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ nhiều khả năng sẽ giống như món đồ chơi để trưng bày trước bộ 6 tên lửa siêu thanh tối tân này của nga. rõ ràng không chỉ chiến thuật của Mỹ và NATO đã hoàn toàn thất thế trước người Nga tại Ukraine, mà ngay cả vũ khí của phương Tây cũng cùng chung số phận. Nga không chỉ đang giành ưu thế trên chiến trường, mà trên mặt trận ngoại giao, Nga còn đẩy liên minh Mỹ và NATO tới bờ vực tan rã. Châu Âu gồng mình cam kết với Ukraine Sau khi Tổng thống Joe Biden ký luật tài trợ tạm thời không bao gồm viện trợ cho Ukraine, các ngoại trưởng EU vào hôm 2 tháng 10 đã cắt tóc mở một cuộc họp lịch sử tại thủ đô Kiev hứa sẽ cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kiev trong bối cảnh cuộc chiến đang bước sang tháng thứ 20. Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell nói rằng cuộc họp nhằm bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ của châu Âu đối với người dân Ukraine. Có điều, cuộc họp diễn ra vào thời điểm cả EU và Ukraine đều thất vọng với chính quyền Biden khi hàng tỷ đô la viện trợ của Mỹ đang bị treo lơ lửng. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho rằng cuộc họp tại Kiev là để gửi thông điệp cho Nga rằng Nga không nên trông chờ vào sự mệt mỏi của châu Âu và châu Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine lâu dài, bất chấp sự hỗ trợ của Mỹ đang ngày càng suy yếu. Tất nhiên, tuyên bố này của Ngoại trưởng Pháp là nhằm đáp trả tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khi ông nói rằng sự mệt mỏi của Ukraine và sự mệt mỏi vì chiến tranh của công chúng phương Tây sẽ gia tăng ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả ở Mỹ. Ông Peskov cũng chỉ ra sự chia rẽ và mất đoàn kết sẽ ngày càng lan rộng ở cả Mỹ và châu Âu khi chiến tranh đang bước sang tháng thứ 20. Ông nhấn mạnh, mệt mỏi sẽ dẫn đến sự tàn giã của các thể chế chính trị. Truyền thông Mỹ cũng ngày càng cởi mở hơn khi đề cập về sự mệt mỏi đang bao trùm phương Tây. Cây CNBC viết rằng, Ukraine đang cố gắng níu kéo sự ủng hộ quốc tế khi tác động lan tỏa từ cuộc chiến với Nga, bao gồm các vấn đề gai góc về ngoại giao, sự mệt mỏi trong cuộc xung đột và bầu cử đang đe dọa làm đảo lộn khối liên minh này. CNBC cũng nhấn mạnh rằng, các cuộc thăm dò ý kiến ở cả châu Âu và Mỹ được thực hiện vào mùa hè vừa qua nhìn chung đã có sự suy giảm trong việc ủng hộ Ukraine, đặc biệt là khi đề cập đến nguồn hỗ trợ tài chính và cung cấp vũ khí. Bất chấp các ngoại trưởng EU tề tiệu tại thủ đô Kiev để kêu gọi châu Âu đoàn kết tăng cường hỗ trợ Ukraine hơn nữa, thì ngay cả quan chức cấp cao của EU là Josep Borrell cũng cảnh báo rằng cuộc họp này của họ không nhằm mục đích đạt được kết quả. Điều đó có nghĩa là cuộc họp vào hôm 2 tháng 10 của các quan chức EU thực chất chỉ mang tính PR, nhằm vực dậy tinh thần cho chính quyền Kiev còn kết quả hỗ trợ thế nào thì vẫn không tính đến đặc biệt là khi các chỉ số thực tế đang không ủng hộ giới lãnh đạo ở bruxelles về mặt kinh tế eu đã trở thành nô lệ của mỹ khi buộc phải từ bỏ thị trường năng lượng giá rẻ của nga để phụ thuộc vào các nguồn khí đốt đắt đỏ của mỹ bởi vậy mà ngân sách của đức và các quốc gia eu khác hiện đang trong tình trạng thâm hụt nghiêm trọng và không có gì ngạc nhiên khi mà tờ politico cùng ngày hôm đó đã viết rằng ukraine đang phải đối mặt với rủi ro khi nhận thấy những người ủng hộ họ ở eu đã hết vũ khí để gửi cho kiev trong khi những nước khác ngày càng cảnh giác với việc chi nhiều tiền hơn cho cuộc xung đột này, một quan chức châu Âu cũng thừa nhận rằng đó là họ không thể tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine khi kho dự trữ của họ đã cạn kiệt và lúc này chính là thời điểm nên dừng lại để không gây nguy hiểm cho an ninh của chính các thành viên EU. Chưa hết, tờ Washington Post cũng hé lộ thêm vết nứt lớn trong khối Liên minh Phương Tây khi đưa tin rằng việc Mỹ tạm thời ngừng viện trợ cho Ukraine đã gây ra làn sóng chấn động khắp Đại Tây Dương và khiến EU cực kỳ bất an và lo lắng. Nhưng đáng chú ý nhất trong cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Kiev là sự vắng mặt của các quan chức Ba Lan, Hungary và Latvia. Giải thích cho sự vắng mặt của đại diện ba quốc gia này, phía Ukraine đã tuyên bố là do các đại diện của Ba Lan và Latvia đang bị ốm. Lưu ý rằng, ba quốc gia này hiện đang tuyên chiến với chính quyền Kiev liên quan đến vấn đề ngũ cốc. Ba Lan đi đầu trong việc mở rộng lệnh phong tỏa đối với ngũ cốc của Ukraine. Và trong suốt tháng qua, Ba Lan liên tục khẩu chiến với Ukraine. Diễn biến mới nhất liên quan đến sự mất đoàn kết này, đó là việc Thủ tướng Ba Lan tiếp tục lên tiếng cảnh cáo Tổng thống Zelensky. Ba Lan tiếp tục cảnh báo Zelensky Thủ tướng Ba Lan Morawiecki vào hôm 1 tháng 10 đã cảnh cáo Tổng thống Zelensky rằng chớ có đi đến với Đức. Ông nói như sau, tôi hiểu rằng bây giờ Tổng thống Zelensky có vẻ như muốn có một liên minh chặt chẽ hơn với Đức. Nhưng hãy để tôi cảnh cáo bạn, Đức sẽ luôn muốn hợp tác với người Nga hơn bất kỳ nước nào khác ở Trung Âu. Chính Ba Lan đã chào đón vài triệu người Ukraine dưới mái nhà của chúng tôi. Chính người Ba Lan đã chào đón người dân Ukraine. Chính chúng tôi là người giúp đỡ Ukraine vào thời điểm khó khăn nhất. Vào thời điểm đó thì Đức chỉ gửi 5.000 mũ bảo hiểm tới Kiev mà thôi. Tổng thống Zelensky xin ông đừng quên điều này. Tuyên bố mới nhất này của Thủ tướng Ba Lan càng đẩy mâu thuẫn giữa hai nước lên cao trào tranh chấp ngũ cốc giữa Ba Lan và Ukraine đã tạo ra một chu kỳ mất lòng tin chưa từng thấy giữa hai đồng minh từng thân thiết một thời. Điều này khiến Tổng thống Zelensky đã chủ động giảm sự phụ thuộc vào Ba Lan bằng cách đạt được một thỏa thuận quân sự với Đức cho đến năm 2027. Trong khi ấy, thì Ba Lan từng kỳ vọng thiết lập một liên minh quân sự giữa hai quốc gia bằng việc thúc đẩy Ukraine sẽ trao cho Warsaw quản lý các khu vực miền Tây Ukraine, vốn từng là một phần lãnh thổ của Ba Lan trong thời kỳ giữa Thế chiến thứ hai. Vì lý do đó, Ba Lan đã trở thành quốc gia viện trợ quân sự nhiệt tình nhất cho Ukraine, cũng như là cầu nối vận chuyển vũ khí của NATO và tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine. Tiếc thay, mối quan hệ này đã chính thức tan vỡ, và Tổng thống Zelensky đã trao cho Đức một phạm vi ảnh hưởng ở Ukraine. Trong khi ấy, thì Đức vốn miễn cưỡng phải tham gia vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột Ukraine. Nhưng việc Mỹ cho nổ tung đường ống Nord Stream khiến Đức không còn gì để mất trong mối quan hệ với Nga. Và nhận thấy cơ hội chia rẽ các nước trong khu vực Baltic, vì vậy mà Đức đã chấp thời cơ ngay sau khi xảy ra bùng nổ tranh chấp giữa Ba Lan và Ukraine, nhằm hất càng Ba Lan trong vai trò dẫn đầu châu Âu trong cuộc xung đột tại Ukraine. Những diễn biến thực tại này cho thấy rất khó để EU hay là NATO là một khối thống nhất toàn diện khi đụng đến lợi ích của nhau. Vì vậy mà truyền thông Mỹ đã xác thực rằng Nga đang ngửi thấy mùi máu và có thể tìm cách khai thác những điểm yếu cũng như là dạn nứt trong quan hệ đối tác của Ukraine trước khi tung đòn kết liễu chính quyền Kiev. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho biết, cuộc xung đột Ukraine sẽ kết thúc với thất bại dành cho Kiev và NATO. Ngoại trưởng Nga Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, cựu Tổng thống Medvedev và Chủ tịch Duma Volodin đều đã truyền đi một thông điệp, đó là Ukraine phải đầu hàng, nếu không sẽ không còn tồn tại như một quốc gia. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.